Bây giờ bạn sẽ mở web lên. Và ở đây bạn tìm là Opera. Đây là trình duyệt Opera. Ở đây. Bây giờ mình sẽ tải xuống cho Windows. Khi nó hiện ra thì mình chọn Desktop, lưu ra màn hình để cho dễ tìm, bấm Save. Thì khi nó tải về xong á, thì bạn ra màn hình, bạn mở nó lên và mình cài, bấm Run, Accept and Install. Nó đang tải về đó. Đó, nó tải xong về rồi đó. Quá nhanh luôn. Nó ra cũng đẹp ha. Bây giờ mình sẽ cài một số cái thông tin cho nó nghe. Bạn bấm vào đây, biểu tượng Opera nè, menu nè, chọn là setting. Ở trong đây mình sẽ cài ở đây là trang khởi động, mình muốn là mở mở lên là lên Google. Mình chọn là ở dòng này open ha, và chọn cho nó một cái trang. Mình gọi là google.com.vn. Bấm OK. Đó là khi bạn mở lên nó sẽ ra cái trang google.com.vn. Còn ở phần download mình sẽ sửa lại cho nó là lưu file ra màn hình. Bạn bấm vào Change, chọn Desktop, bấm OK và đánh dấu vào cái dòng này để mà mỗi khi download nó sẽ hiện ra cái khung, nó hỏi mình là muốn để ở đâu. Mặc định nó sẽ hiện ra màn hình, nhưng mà nhiều khi mình muốn để chỗ khác thì mình sẽ chọn ở trong đó, kéo xuống. Ở đây show cái bar ra, cái thanh công cụ thanh dấu trang ở trên này, bấm đây show ra để mà mình lưu những cái dấu trang lên đây. À, vậy giao diện thì bạn thích cái gì bạn chơi cái đó, kệ nó đi. Rồi đại khái là vậy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tắt, mình mở lại thử ha. Bạn tắt đây, mình mở ở đây. Đó, nó sẽ chạy vào cái trang google.com.vn và nó có thanh công cụ ở đây luôn. Ở đây mình lưu một cái gì đó lên đây, ví dụ như mình vào facebook.com. Mình sẽ lưu cái trang Facebook này ở trên cái thanh công cụ này để sau này vào cho nó nhanh. Thì để mà thêm á, thì bạn bấm vào dấu cộng này để bạn thêm. Thì trong đây nó có add bay với add folder. Add bay là bạn chỉ cần lưu cái trang này thôi, còn add folder là bạn lưu, bạn tạo một cái thư mục bạn lưu trong đó. Đây mình lưu cái trang trước đi. Ở đây bạn ghi là Facebook. Save. Bây giờ mình muốn tạo một cái folder, mình nhấp chuột phải lên mình add folder. Folder là ví dụ như phim. Phim. Thì trong folder phim này mình sẽ lưu các cái trang phim ở trong này. Ví dụ như mình lưu Facebook, mình ghi là phim đi, dấu cộng, ghi phim 1. Kéo cái phim 1 bỏ vô thư mục phim. Thì sau này bạn bấm vào phim nó sẽ sổ ra phim 1, phim 2, phim 3, phim 4 gì đó ở dưới này. Cái này rất là tiện và mình xài trình duyệt nào mình cũng mở cái này lên hết. Cảm ơn bạn đã xem video. Hãy bấm đăng ký để nhận những video mới nhất nha. Chào bạn.